Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin tử vi tổng quan ngày 25 tháng 11 năm 2024, thứ hai dương lịch. Âm lịch là ngày 25 tháng 10 năm 2024, là ngày Quý Tỵ, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Tiết khí, tiểu tuyết, ngày trực phá. Hôm nay là ngày câu trận hắc đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Sát Chủ và giờ Thủ Tử: giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ và giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thủ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Sửu, lục hợp với tuổi Thân, xung với tuổi Hợi, hình với tuổi Thân và tuổi Dần, phá với tuổi Thân. Về ngũ hành nên mệnh, trường lưu thủy, hôm nay là ngày Quý Tỵ, tức can khắc chi, thủy khắc hỏa, là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm trường lưu thủy, kỵ tuổi Đinh Hợi và tuổi Kỷ Hợi. Ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt người tuổi Kỷ Sửu, tuổi Kỷ Mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy, ngược lại nhờ thủy khắc mà được lợi. Ngày Tỵ, lục hợp với Thân, tam hợp với Dậu, Sửu, thành kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hình Dần, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý. Tam sát kỵ tuổi, Thân, Tý, Thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Hợi và tuổi Kỷ Hợi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Tân Tỵ. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao: Thiên Quý, tốt thăng quan, nhậm chức. Kính Tâm, tốt tế tự, tự thần, cầu phúc. Dịch Mã, tốt xuất hành, cầu y, liệu bệnh. Thôi Quan, tốt thăng quan, nhậm chức. Sao xấu thì gồm có sao: Tiểu Hồng Sa, xấu mọi việc. Nguyệt Phá, bách sự bất nghi. Câu Trận, kỵ khởi tạo, nhập trạch. Ly Sàng, kỵ giá thú. Đại Tiểu Khốc Nhật, kỵ nhập trạch. Trong đó có sao Trực Phá, Tiểu Hồng Sa, Nguyệt Phá là sao đại hung, mọi việc đều kiêng kỵ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 25 tháng 11, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như tế tự, thi ân, hành huệ, công quả. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng Tây Bắc để đón tài thần và đi theo hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày đường phong, rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 25 tháng 11 năm 2024. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, kiếp tài xuất hiện khiến đường tài lộc không được tốt. Hôm nay không những các nguồn thu của bạn không có, mà đôi lúc bạn phải chi tiêu những khoản phát sinh, nên cũng tốn kha khá ngân sách của mình. Vì vậy, chuyện chi tiêu của bạn cũng cần có kế hoạch mới không khiến cho khoản tích lũy bị tiêu tan. Hiệu suất công việc cũng giảm sút, đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chảnh mảng của mình. Thủy khắc hỏa thì khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Cho dù đôi bên đang có bất đồng ý kiến thì bản mệnh cũng đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân. Hãy dành thời gian để lắng nghe những điều người ấy nói. Về những tuổi Giáp Tý, mệnh Kim có điểm báo sẽ bị thiệt hại về tài chính. Về những tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, công việc gặp trở ngại bất ngờ, không nên lơ là thiếu tập trung.
Về những tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, tiền bạc hóa giải nhiều vấn đề. Về những tuổi Canh Tý, mệnh thổ, chớ nên hành động một cách mù quáng. Về những tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, tài chính mất cân đối, thu ít mà chi nhiều. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 39. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy tam hợp phù trợ, về cơ bản công việc của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi. Song có thể vì chưa đánh giá đúng tình hình thực tế và năng lực của bản thân nên bạn lên những kế hoạch chưa thực sự phù hợp, xa rời hiện thực. Thiên quan xuất hiện nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên cẩn trọng trong mọi hành động, kẻo dễ bị kẻ tiểu nhân vì ghen ghét mà tìm đủ mọi cách hãm hại. Chỉ cần sơ hở dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho những nỗ lực của bạn bị sụp đổ. Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để nhận thêm những công việc làm thêm. Với những tuổi Ất Sửu, mệnh kim, công việc nhiều trục trặc không được như ý. Với những tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, vận trình tình duyên diễn ra tốt đẹp nhờ có sự bao dung và tôn trọng. Với những tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, cho bạn bè vay tiền không đòi lại được. Với những tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, kế hoạch kiếm tiền tiến hành trôi chảy. Với những tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, tiền bạc bất mát chẳng giữ được cho mình. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 01. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, người tuổi Dần gặp ngày tương hình có điểm tai nạn, khả năng va chạm hoặc bị đụng trúng là rất cao. Bạn cần hạn chế tới mức tối đa tổn thương cho bản thân bằng cách cẩn thận khi di chuyển, làm việc gì cũng để tâm kỹ càng, tránh xa những nơi có độ rủi ro cao và không sử dụng các loại máy móc quá phức tạp. Thương quan xuất hiện vào ngày hôm nay là điểm báo cho thấy người tuổi Dần dễ gặp phải một số phiền phức trong công việc. Bạn chưa thể vượt qua được chính bản thân mình. Bạn sợ vấp ngã và cứ mãi luẩn quẩn trong vòng an toàn mà chính mình đã lập ra. Ngày này bạn cũng nên thận trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu mù quáng tin người, không kiểm tra thông tin kỹ càng thì có thể bạn sẽ bị lừa gạt dễ dàng mà tới tận phút cuối vẫn không nhận ra là mình đã mắc sai lầm như thế nào. Với những tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, chớ nên hành động tùy tiện mà thiếu sự cân nhắc. Với những tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, cẩn thận giữ chặt túi tiền của mình. Với những tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, tình yêu càng ngày càng mất đi sự đồng điệu. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh mộc, có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn. Với những tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, quá trình hợp tác không tìm được tiếng nói chung. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 57 và số 49. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây, đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi.
Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Dần trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Mão trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Luận tử vi cho thấy, sự xuất hiện của thực thần đem lại cho người Tuổi Mão những cơ hội kiếm tiền hiếm có, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do. Sự nhanh nhạy của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được xu hướng thị trường, chớp thời cơ để mang tiền bạc về đầy tay. Ngoài ra hôm nay, bản mệnh cũng gặp được quý nhân. Sự xông xáo của bạn đã đem tới may mắn. Ngày này rất thích hợp để bàn tới chuyện hợp tác làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bạn sẽ có nguồn thu nhập ổn định. Tin vui đến với con giáp này cả trong chuyện tình cảm nhờ mộc sinh hỏa. Dù đã có đôi hay còn độc thân thì bản mệnh cũng có những niềm vui rất đáng chúc mừng. Nhất là những người độc thân, tình yêu của bạn đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Chắc chắn bạn sẽ sớm được đắm chìm trong những điều lãng mạn đó. Về cái tuổi Ất Mão, mệnh thủy, phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn có nhiều khởi sắc tích cực. Về cái tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, vẫn có những công việc cần giải quyết. Về cái tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, nhớ giữ chữ tín trong công việc. Về cái tuổi Tân Mão, mệnh mộc, buôn bán thuận lợi, kinh doanh có lãi. Về cái tuổi Quý Mão, mệnh kim, vận may tới, tiền bạc đổ về túi ầm ầm. Sự nghiệp của người Tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 85. Về giờ tốt cho người Tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Mão trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Thìn trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, chính quan xuất hiện, người Tuổi Thìn có vận may ghé thăm. Bạn cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo của mình nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bạn đang thể hiện. Điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân của bản mệnh trong tương lai. Tuổi Thìn coi trọng thực tiễn, ít dấn thân vì danh mà chủ yếu đam mê lợi. Người như bạn, nếu về sự nghiệp chính trị, cơ quan nhà nước có vẻ hơi yếu thế, nhưng kinh doanh, làm tư nhân lại có đường thăng tiến rộng mở. Bạn cũng có thể làm 2-3 nghề một lúc, khá đa tài đa nghệ. Đường tình duyên của những chú Thìn khá sáng. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để quang minh chính đại quan tâm và chăm sóc cho người ấy. Và chắc chắn tình cảm chân thành của bạn sẽ nhận được hồi đáp như mong muốn. Với những tuổi Giáp Thìn, mệnh hỏa, nhận được tiền thưởng nóng, công sức được ghi nhận. Với những tuổi Bính Thìn, mệnh thổ, có cơ hội để thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn. Với những tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, biết biến áp lực thành động lực để vươn lên hoàn thành công việc. Với những tuổi Canh Thìn, mệnh kim, tinh thần phơi phới nhờ tình duyên tốt đẹp. Với những tuổi Nhâm Thìn, mệnh thủy, cơ hội kiếm tiền ngay trong tầm tay, cần biết cách tận dụng. Sự nghiệp của người Tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 54. Về giờ tốt cho người Tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp Tuổi Thìn trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp Tuổi Tỵ trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy, thiên tài soi bóng, hôm nay là ngày thu hoạch của những bạn làm nghề tự do hay theo con đường kinh doanh. Khách hàng rất hài lòng với sản phẩm cũng như cách phục vụ của bạn.
tin tưởng và thậm chí giới thiệu thêm cho bạn bè tới sử dụng dịch vụ của con giáp này. Tiền tài cứ thế theo nhau đổ vào túi người tuổi Tỵ. Âm dương hòa hợp giúp nhật vận của Tỵ hài hòa an yên, công việc hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí có bước phát triển vượt bậc. Bạn có thể đề xuất ý tưởng sáng tạo hay dự án mới sẽ được đông đảo mọi người ủng hộ. Sức khỏe không phải là tài nguyên vô hạn. Bên cạnh thời gian hăng say làm việc thì con giáp tuổi Tỵ cũng cần phải cân đối thời gian nghỉ ngơi và làm đẹp. Ngày đầu tuần thì không nên mang công việc về nhà. Thời tiết hanh khô khiến cơ thể mất nhiều nước, nhất là môi. Bạn mệnh nên uống nhiều nước để cơ thể hạn chế khô nứt. Về cái tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, đường tài lộc đang trên đà phát triển, kinh doanh thuận lợi. Về cái tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, cần thêm sự dứt khoát để tận dụng cơ hội kiếm tiền. Về cái tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, các kế hoạch dự định kiếm tiền có nhiều tín hiệu tích cực. Về cái tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, sự lạnh lùng của bạn có thể là nguyên nhân hai người xa cách trong tình cảm. Về cái tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 62. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính tài chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có một túi tiền rủng rỉnh chỉ nhờ các công việc chính của mình. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và nay là lúc bạn nhận được thành quả xứng đáng. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Rất may mắn là bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Tam hội che chở cho vận trình ngày thứ hai này, đặc biệt là ở chuyện tình duyên. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều hài hòa tốt đẹp, tình cảm gia đình ấm êm. Cũng nhờ con giáp này luôn quý trọng hạnh phúc mình đang có, biết cách chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Với những tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, có vận may tài lộc thay đổi chất lượng cuộc sống. Với những tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, cơ hội phát tài phát lộc ngay trước mắt. Với những tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, nhận được tin mừng trong sự nghiệp. Với những tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, cần phải nỗ lực tập trung trong công việc của mình. Với cái tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, tinh thần trách nhiệm đem đến một ngày làm việc hiệu quả suôn sẻ. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 77 và số 33. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ, cam, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thiên quan chiếu mệnh thì mọi việc khó có thể thuận lợi như mong muốn. Cũng bởi sự nóng giận mà con giáp này mất đi cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Hãy xem xét và điều chỉnh lại thái độ của mình nếu muốn đạt được mục tiêu đã đề ra. Bạn cũng nên thận trọng trong việc kết giao. Hãy nhớ không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ đang thể hiện ra bên ngoài. Bạn cần phải có quá trình tìm hiểu, trở nên cả tin khi chưa thực sự đủ thân thiết với họ. Cẩn thận một chút để bản thân tránh bị lừa gạt sẽ không dư thừa. Trong ngày ngũ hành sinh xuất nên tình cảm đôi lứa có chút sóng gió xảy ra. Nhưng may mắn là có tam hội cục che chở nên hai người nhanh chóng xóa tan hiểu nhầm. Và sau đó là khoảng thời gian trọn vẹn hạnh phúc khiến bạn có hy vọng ngập tràn về tương lai. Với cái tuổi Ất Mùi, mệnh kim, giải quyết được các vấn đề tài chính tồn đọng từ trước. Với cái tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy,
hãy học hỏi và đầu tư đúng chỗ. Với những tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ. Với những tuổi Tân Mùi, mệnh thổ có nhiều cách để bày tỏ tình cảm. Với những tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, tình cảm thăng hoa, đôi lứa hạnh phúc ngập tràn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 91. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, chỉ ngân xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thân và cho thấy bạn vẫn đang gặt hái được những thành công nhất định trong công việc. Bản mệnh được cấp trên ưu ái và giao cho nhiều trọng trách, hứa hẹn sẽ nâng đỡ bản mệnh lên vị trí cao hơn. Tương phá cảnh báo cho người tuổi Thân cần phải quản lý tiền bạc một cách chặt chẽ hơn. Trước khi mở hậu bao, hãy suy nghĩ xem mình có thực sự cần mua những món đồ đó không. Chớ vứt tiền bạc bừa bãi vì bạn có điểm báo phá tài ngay trong ngày hôm nay. May mắn nhờ có lục hợp mà tuổi Thân giảm nhẹ được những rắc rối, tránh được một số rủi ro không đáng có. Có người được người thân trong gia đình hỗ trợ, giúp đỡ để giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng trước đây. Về những tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, tinh thần vui vẻ, sức khỏe nâng cao. Về những tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, nên suy nghĩ tích cực hơn cho tương lai. Về những tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, không nên bắt ép người khác theo quan điểm của mình. Về những tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, vận tài chính chỉ ở mức bình ổn. Về những tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, trong mọi tình huống cần phải bình tĩnh giải quyết. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là số 32. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám, vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hợp phù trợ mà người tuổi Dậu trở nên vô cùng minh mẫn khi giải quyết công việc. Bạn cảm thấy dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được mình. Bản mệnh còn có những phương án rất sáng tạo, nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo, không hề trùng lặp với bất cứ ai. Vận trình tình cảm của người tuổi Dậu cũng khởi sắc rực rỡ, giúp bản mệnh có cơ duyên gặp được người trong mộng. Bao tháng năm chờ đợi không hề hoài phí, bạn đã thấy trái tim mình rung động. Đừng để hạnh phúc vụt qua tay, hãy giữ nó ở lại bên mình. Với những tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, tình hình tài chính khá tốt, không nên sa đà vào trò đỏ đen. Với những tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, nên quản lý túi tiền của mình chặt chẽ. Với những tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, tiền bạc tích lũy nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực. Với những tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, công việc thuận lợi, có nhiều bước đột phá. Với những tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, hãy thể hiện tình cảm của mình rõ ràng hơn. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 29. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng nhạt, nâu, vàng đậm. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo,
Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Xem tử vi cho thấy, chính quan soi đường cho người tuổi Tuất có được sự nghiệp hanh thông trong ngày hôm nay, nhất là những ai đang chờ tin về việc liệu có được thăng chức, thi cử, khen thưởng cuối năm hay không. Bạn hãy sẵn sàng đón tin vui đang trên đường tới. Hôm nay bạn cũng có nhiều cơ may về tiền bạc. Có người mang đến những cơ hội, mặc dù ban đầu là thách thức, nhưng nếu bạn đủ bản lĩnh thì nó cũng dễ trở thành vận may. Tiền bạc sinh sôi không ngừng. Đặc biệt là những ai theo nghiệp kinh doanh thì ngày hôm nay là ngày có được kết quả tốt. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp. Bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi về đến nhà và nhìn thấy người thân. Với cái tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, gia tăng sự kết nối, tình cảm mới được cải thiện. Với cái tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính. Với cái tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, có nhiều cơ hội kinh doanh buôn bán thuận lợi. Với cái tuổi Canh Tuất, mệnh kim, chuyện làm ăn kinh doanh thêm phần suôn sẻ. Với cái tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy trong làm ăn. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là số 00 và số 66. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Tử vi của 12 con giáp cho thấy, ngày cục diện tương xung, người tuổi Hợi gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác với người khác. Đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến công việc không thuận lợi, hay bị cản trở hoặc gặp xui xẻo, không thu về thành quả xứng đáng, còn dễ bị xa lánh. Tỷ kiên nhắc nhở con giáp tuổi Hợi nên chú ý nhất quán trong lời ăn tiếng nói và hành động. Quan tâm đến các mối quan hệ cá nhân, phương thức giao tiếp, tránh gây rắc rối. Bạn cũng cần giữ thái độ lý trí, tránh kỳ vọng lý tưởng để giảm sự thất vọng nếu như mọi việc không được như ý. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn nếu không muốn thất thoát tiền bạc. Với cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, thiếu kiên nhẫn khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Với cái tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, không nên đưa ra quyết định đầu tư quá vội vã. Với cái tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, dễ đánh mất tiền bạc vì chuyện không đáng. Với cái tuổi Tân Hợi, mệnh kim, gặp khó khăn về tài chính do những chuyện ngoài ý muốn. Với cái tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, dễ mất kiên nhẫn trong giải quyết công việc. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là số 13. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 25 tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích, hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.